hôm nay trong trường có đi trực ba te, vô hơi trễ, quên luôn, quên ngày của con luôn. Đi làm ra 7 giờ mấy giờ mới vô, 8 giờ họ đóng cửa. Ba đang mang giày cho con. Trong trường có hôm nay cũng không đông hả? Nè, mấy đứa nào mà nó chưa đi rành nè, mướn thêm cái này nữa. Đa số mấy đứa nhỏ này đi đâu có rành đâu. Mướn thêm cái cây này đi cho nó dễ đẩy, khỏi té. Chưa mang xong nữa hả con? Ồ, nhỏ quá hả? Nhỏ quá hả? Nãy giờ các Ngọc có thấy bạn các Ngọc chưa? Thấy Luna chưa? Con thấy Luna chưa? Thấy rồi hả? Đâu, bạn đâu? Mẹ đâu thấy trong này đâu. Đợt trước đi mang size 12, hôm nay cứ lấy lại size 12 mà chật rồi. Lấy size bự hơn. Đó rồi, té. Đứa nào nó cũng mướn cái này hết á. Kìa bạn cá Ngọc nè. Cá Ngọc ơi, bạn con kìa. Bạn Luna đó, với lại mẹ của Luna đó. Luna cũng mướn thêm cái cây, cái xe đẩy đó luôn. Đứa nào cũng mướn thêm xe đẩy hết. Cho nên mình mà vô mình mướn nữa là hết á. Không có đủ. Trời ơi, coi, coi, coi kìa, đi kìa. Xanh điệu chưa? Hay chưa? Mấy đứa người ta bước xe người ta đi, còn chỉ kìa, chỉ đi kìa. Hay chưa? Và dắt vô trong. Mấy đứa lớn này là vô là mua vé đi với lại người nhà. Hôm nay ở trong này nó đóng cửa, nó chỉ mở cho trường học của trường cấp 1. Mấy đứa trường cấp 1 vô thôi. Nó đóng cửa cho public. Nhưng mà người nhà có thể đi chung vô, rồi muốn đi thì mua vé đi. Nó ở đây trường học họ trả tiền cho mấy đứa nhỏ ở trong trường. Nên ở đây mình thấy cũng có người nhà đi nữa nè. Đó, như anh chàng này, người nhà đi thì vô mua vé. Không dám vô kìa, sợ té. Có bạn ra. Ủa? Té sao? Đi được không? Ba đi đâu rồi? Ba đi mướn cái đó đó hả? Hết rồi, không còn đâu. She have you, she can have you. Go with her. Yeah, go with her. Gặp bạn với mẹ của bạn. Đi gì mà mắc cười. Ô, sợ quá. Coi chừng té nè. Đi gì kỳ vậy? Ồ, té cái ạch rồi kìa. Rồi, mướn được chiếc xe đẩy rồi. Rồi, vô với bạn đi. Coi chừng té. Hôm nay người ta mướn cái này nhiều quá ha. Đợt trước ít. Lâu quá không đi á, quên á, đâu nhớ gì đâu. Người nhà đi cũng đông lắm. Với người nhà thôi. Chỉ biết là mấy đứa lớn chứ sao chủ với người nhà, mấy đứa nhỏ. Người nhà dắt đi rồi sẵn, ai thích đi đi luôn. Đó, mấy người bên kia. Đâu rồi, cái Ngọc chạy tuốt xa bên kia rồi kìa. Rồi. Hôm nay coi chừng té. Cái Ngọc có biết đi không? Biết đi không?
ồn quá hả? Nhạc ồn không có nghe. Cái cầu đi nhanh được không? Cái Ngọc đi nhanh được không? Hay là đi từ từ vậy đó hả? Ngọc đâu có buông ra được đâu. Ô té té. Trời ơi. Nó đang đi mà nó thò cái chân lên trên cái đó cho té chơi vậy đó. Nhóc đâu nữa, nhóc lớn rồi nè. Ôi té nữa. Ôi. Trời ơi. Nó tiến xa với người lớn đi, gãy xương như chơi. Sợ quá, qua cái thời này rồi. Hả? Nửa tiếng được rồi, tại vì hôm nay mình đi trễ quá. Đi trễ quá chừng đường tới giờ đóng cửa. Mới sực nhớ ra hôm nay có đi patin cho mấy cái nhỏ. Không nhớ luôn. Chắc họ báo sắp đóng cửa. 7:56 rồi, còn có mấy phút nữa là đóng cửa. Ta vô ta về hết trơn rồi. Ta vô ta trả giày hết rồi. Chơi cái này là té lập đợm luôn, té hoài à. Càng té càng vui. Mấy đứa nhỏ té nó không có biết đau. Trời ơi, coi kìa. Người ta, chắc Ngọc người ta sắp đóng cửa rồi đó. Người ta sắp đóng cửa. Ừ thì đó, lá son đó, là hết cái son này là người ta đóng cửa đó. Vô rồi nó ra. Trời đẹp quá, đèn chiếu lấp lánh nè. Tự mua cái này đem tới á, khỏi mượn. Đây cũng vậy nè, tự đem tới nè. Mấy cái đôi giày màu khác là tự đem tới, còn đôi màu vàng là mướn của chỗ này. Đây đôi này là mướn ở đây nè. Mình mượn chứ không có mướn. Mình mua cái vé là họ cho mình mượn rồi. Đi chừng mấy lần nữa là rành. Ta hết ta mở đèn lên rồi, mà hai chị kia còn tuốt từ xa. Mở đèn lên là coi như hết giờ rồi đó, đóng cửa. Vậy mà còn đi. Alright, but I'm so sorry to say that was the last and final song for Lynn Elementary's private party session. And this time, if you had any of our rental skates or blades, you should turn them back to that skate cabin with the laces tucked in. Vô trơn rồi, còn ngoài đây có mấy đứa à? Nè, còn mấy đứa đây thôi, hết rồi. Rồi đi qua đứa cá Ngọc. Ok, để lấy đôi giày đó chứ. Đôi giày đâu? Không, đi đem nó ra rồi đem vô đây trả giày chứ. Đôi giày đâu? Đôi giày em để ngay góc á. Để ngay góc. Đó rồi, còn như đây thôi. Nó ra đường kia kìa. Đi đường bên kia anh. Kia có đường. Rồi. Cá Ngọc, cởi giày ra con. Trời đi luôn kìa. Té bây giờ. Được không? Anh trả cái đó đi. Để xong. Ý em nói anh đi trả chiếc xe đi, xe đẩy đi. Cá Ngọc tới mang giày vô con. Con biết giày con để đâu không? Mẹ để bên kia kìa. Đó, té nè. Té lên, té xuống. Không có cái cây té lên, té xuống. Đây, mẹ nắm tay đi nè. Luna phía sau kìa. Oh. Té tới, té lui. Rồi, mang vô.
Hết rồi. Giờ về. Bé này là ở sát bên nhà nè. Học chung trường, nhỏ hơn 2 lớp. Chồng quay thấy cưng không? Bye Luna. Xong rồi. Chơi được nửa tiếng à, chưa đủ. Hơi buồn. Ngậm mốc đi nữa không? Quay qua đây nè. Mẹ hỏi nè. Ngọc mai mốt có muốn đi nữa không? Hả? À, mẹ không nghe. Ừ, ok. Bye anh. Ta đi hết trơn rồi. Còn vô đây à. Khát kìa con, bạn kêu. Bye. Bé nó luyến tiếc. Nó luyến tiếc cắt ngọc. Thank you.